vị và các bạn cùng đi dạo shop và xem những người Tây ăn trưa như thế nào nhé. Em kính mời quý vị và các bạn cùng đi với em. Kính mời. Đường ở đây nó bắt thông qua cái chỗ đó, nó cái cầu mình nhìn thấy đó, cái điện đó, chơi đó. Ở đó từ từ ở bên mình đứng đó là bắt cái cầu đó đi qua bên đó mẹ ơ luôn, sâu qua bên chỗ khác luôn. Show này này một hộp này á là 19 đồng 99 sen. Đây là gian hàng cá xi mần ngon ngon tươi, về chấm mà phụ tạc là ngon lắm. Cái này không cần luôn, ăn cái gừng của nó luôn là biểu phụ. Một bóp này là 2 đồng, hai hộp thì 8 đồng nữa, sao rẻ thì đang sale. Nó đang sale, hồi trước thì tới 4.50 đồng lắm nha, giờ nó sale nè, ngon quá, nhìn vô là muốn ăn rồi, yummy. Cái này là ngon nhất nè quý vị, cá tuna. Một cái này là trước đó là 9 đồng, còn bây giờ nó sale xuống còn nó 8 đồng thôi, sale xuống còn 1 đồng. Ngon chưa? Quá ngon luôn. Hộp bánh nó 3 đồng. Cái nào cũng 3 đồng hết. Đồng rưỡi thì so với tiền Việt Nam là 24 ngàn. Hello, how are you? Như vậy là đi ăn uống đó quý vị, là cũng là một chỗ để mình đi xe
đi xe lửa đó. Thank you.
vào kênh YouTube mà em làm, em còn rất là vụng về. Nếu quý vị xem thấy có gì sai, xin góp ý để cho em sửa sai nhé. Em cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xem clip vui vẻ.